Xin chào mọi người, quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm rip review cho anh em về nhân vật Captain America Infinity War version. Và đây là bản Deluxe, bản đặc biệt. Ok, thì đây chính là hộp Hot Toy Captain America Infinity War. Các bạn thấy là đây là bản Deluxe, nó có chữ Promo Edition ở đây nè. Có nghĩa là bản đặc biệt. Và đây là cái hộp của Captain America. Phiên bản này được làm hộp rất là đặc biệt và chi tiết, các bạn thấy là nhìn rất là đẹp. Và mình cũng rất thích cái hộp. Và kế bên này chính là Captain America. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn coi về phần hộp của nó. Đó, mặt sau hướng dẫn, đó, nói về một số thứ quan minh đủ thứ nè. Bên này, cung nguyên găng tay của Thanos. Và phần chính chính là phần hộp. Đây là bản Deluxe, nên các bạn có thể thấy là phần hộp của nó có hình Captain đang chiến đấu, nhưng mà nếu mà bản normal thì nó sẽ bình thường thôi. Và mình sẽ sở hữu ở đây là bản Deluxe, mình sẽ review cho anh em xem. Ok, và đầu tiên ta có thể thấy đó chính là nguyên một cây ma tấu của Captain America luôn. Thật sự là đây là cây của một nhân vật phản diện nào đó trong Thanos, ấy là team của Thanos á, mình không biết tên, mình không rõ tên nữa. Thì đây là chỉ dành cho bản Deluxe Only, nghĩa là bản đặc biệt thì mới có được cây giáo này. Nhìn rất là ngầu ha, các bạn thấy không? Rất là dài và bự luôn. Rất là to. Và đây là các bạn thấy là chi tiết rất là nhiều luôn. Tất nhiên là Hot Toy làm mà rất là chi tiết rồi. Rất là đẹp và đặc biệt. Nhưng cái này cũng khá là nhỏ. Anh em cũng cẩn thận ha. Tránh xa tầm tay chị em. Đó, và hai đầu của nó khác nhau. Một đầu này đầu nhỏ, một đầu này đầu lớn. Đây là nguyên cây hình của nó nè. Rất là đẹp ha. Mình sẽ để bên đây. Và đi sâu bên trong nữa thì chúng ta có thể thấy là có một số phụ kiện như là tay. Và đặc biệt nữa là một cái giáo nữa. Đây, thêm một cây nữa. Và cũng làm rất là chi tiết luôn. Bản này thì normal, bản normal cũng có, bản bình thường cũng có. Nhưng mà cái gậy này dành cho riêng Deluxe thôi. Đó, đây, để cho các bạn coi HD hơn về cây này. Nhìn rất là đẹp. Nó có 3 mũi nè. Và đầu này thì cũng rất là lạ luôn, hai đầu khác nhau. Rất là chi tiết. Và đặc biệt nữa là bản Deluxe không chỉ là tặng cho chúng ta về cái phụ kiện này, và cho chúng ta thêm một con quái vật để làm cái base của nó nữa. Rất là đẹp luôn. Đây, các bạn thấy là làm rất là chi tiết ha. Và mình rất thích là những cái dụng cụ nhỏ như thế này. Tại vì kiểu như là nó thêm phụ kiện thì ai mà chả thích đúng không? Và đây là con quái vật trong Infinity War, những con lính của Thanos á, được làm cũng rất là chi tiết luôn và rất là to. Đó, rất là đẹp, mong muốn nè. Rất là thích nó. Ok, về phần phụ kiện thì Captain America chúng ta có 6 phụ kiện tay. Đó. Và một tay nắm đấm, hai tay nắm đấm dành cho hai bên tay. Và một tay chỉ phía trước. Cách rất là đơn giản, chỉ cần gỡ ra và lắp vô là em đã có thể sử dụng được những bàn tay mà em muốn rồi. Ok, và bây giờ chúng sẽ đến với phần review về mô hình. Đây là phần chính của chúng ta. Thì khi mà các bạn mua bản Deluxe, các bạn sẽ được tặng thêm một cái phần để chèn lại gỡ cái đế của nó nữa. Đây, nếu mà các bạn mua bản bình thường thì chỉ có chữ Infinity War và cái tên bình thường cùng với các nhân vật khác ha. Nhưng mà nếu mà đã Deluxe thì các bạn sẽ tặng thêm cái này nữa, cộng thêm một con quái vật, cái đế này nữa, rất là đẹp. Ok, và đầu tiên các bạn thấy là cái khuôn mặt của Captain America, nhìn nó rất là ngầu. Các bạn thấy là đây là bản cải tiến của Captain. Mình không ngờ là mình cứ ngờ là năm sau nó mới ra, nhưng mà năm nay nó ra rồi, rất là nhanh. Các bạn thấy là làm rất là đẹp và rất là chi tiết. Đó, và đầu của Captain này thì chỉ có quay qua trái và phải và lên, lì đụng xíu không được nhiều á, lên và xuống. Nó là phần vũ khí, là hai cái siêu, là vũ khí của Black Panther đã cho Captain America trong trận đánh của Infinity War ở Wakanda ha. Thì cái khi này rất là đẹp luôn,
chi tiết rất là rõ, và chúng ta có thể là chúng ta có thể điều khiển cái khiên này, mình có thể đưa vô nè và đóng nó vô nè, các bạn thấy không, đóng nó vô nhỏ lại luôn, thôi mình có thể mở ra cho nó bự ra, mở ra đó, mở ra cộng thêm kiểu dài lại nữa đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Nó chỉ là cơ bản là một cái khiên bình thường, và chúng ta còn có thêm một số khớp ở cái khiên này nữa, điều khiển rất là dễ ha, và trở thành một cái khiên rất là đẹp, rất là HD luôn, các bạn thấy không, làm rất là chi tiết, Hot Toy không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trừ công phim mang đến trong mô hình luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ nói về phần người của nó. Thì trong bản này chúng ta thấy là Captain đã bị mất đi cái ngôi sao ở giữa rồi. Và đặc biệt hơn là phần này rất nhiều người thích là cái màu áo của nó làm rất là dơ. Không phải dơ ở đây, ý của mình là giống như là chiến đấu và nó làm dơ, có nghĩa là Hot Toy làm rất là chân thực và chi tiết. Giống như là Captain vừa chạy qua một trận chiến đó, các bạn thấy là nó sẽ không có được bóng sáng như là hai bản Civil War và bản kia. Nhưng mà và bản này rất là đẹp ha, và áo của Captain cũng đã thay đổi một số chi tiết ở bụng và ở ngực. Nhưng mà mình thấy bản này nó đô hơn, nhìn đô hơn và chắc hơn. Và đặc biệt là phần này chúng ta không thể có nam châm để hút khiên của Captain của hai bản kia vô nữa. Đó, nó khác ở đây ha. Và nếu mà nói về khớp tay thì cử động rất là tốt luôn, rất là linh hoạt, lên xuống đó, không có gì cả, vẫn bình thường, rất điều khiển rất là dễ, và trưng bày cũng không có vậy là khó khăn cả. Ok, và bây giờ chúng sẽ đến với phần chân. Nói về đợt này Hot Toy làm cái vải của Captain, làm vải quần có vẻ như là đã cứng và chắc hơn hai phần kia. Nhưng mà chắc hơn và cùng với nó là sự điều khiển rất là khó khăn trong việc đưa chân ra. Mình không thể đưa cấp tần thẳng, chân cấp tần thẳng ra được. Đó, các bạn thấy không? Mình đã bị vướng. Đó, rất là vướng luôn. Quần của nó rất là chắc và đã không có được vải mềm như là hai bản kia. Nên chỉ được tối đa là đưa đây là tối đa rồi. Đập vô khớp đầu gối thì vẫn ok. Nhưng mà theo mình nói thì nó không có được linh hoạt lắm ha. Tại vì quần nó khá là chật. Đó, nó khá là cứng ha, cái vải quần khá là cứng đi. Ok, và nói chung là nguyên một bộ trang phục này, nó chỉ thay đổi một số chi tiết phụ kiện và nó làm cho màu nó sậm hơn, dơ hơn. Và bản này được rất là nhiều ý kiến tích cực, và mình không thấy ai chê hết, chỉ thấy tặng là khen. Và mình thấy bạn này xứng đáng để anh em có thể bỏ tiền ra mua. Cách America này rất là ngầu. Nhiều người bảo mình là con này không có khiên, gọi là cái vũ khí chính. Thì cũng được, nhưng mà theo mình thì Captain mà xài hai cái siêu này, hai cái khiên do Black Panther đưa cho thì cũng rất là tuyệt vời. Và cái đế của nó cũng rất là dễ đứng nha anh em, có chiếc Captain America đây nè. Để lên thôi. Đó, chỉ cần để lên thôi là anh em không sợ nó bị đổ nha. Rất là đứng, rất là vững luôn. Đó, bắt đầu chân mình làm kiểu cho nó. Ok, và mình đã cho anh em coi hình ảnh Captain America cầm hai cái đao rồi. Rất đẹp ha, nhìn rất là chi tiết luôn. Mình rất thích hai cây này. Nhưng mà vấn đề là mình không thể để chân nó trong tủ được, tại vì nó rất là vướng chỗ, cái má tấu rất là to và bự như thế này thì thật sự là không có chỗ để có thể để rồi, nên cặp hai khiên cho nó cơ bản thôi là đẹp nhất. Thì ok, nói chung thì bản Captain America Infinity War này rất là đáng mua, cho dù anh em có mua bản Deluxe hay là bản Normal thì nó cũng rất là đẹp. Deluxe thì chỉ có tặng thêm một cái giáo, một con quái vật này và thêm cái hình đá nữa ở cái đế của nó nè, hết. Và cái phần hộp của nó cũng thay đổi luôn. Và bản Normal như mình nói thì nó vẫn giữ nguyên cái phần cơ bản của Captain America này, Captain và hai cái siêu, và anh em không có phải lo gì cả. Nếu bản thì rất đắt quá thì hãy mua bản Normal, và mình khuyến khích anh em nên mua bản này, rất là đẹp. Nếu mà anh em là một fan của Cap thì không nên bỏ qua phiên bản Captain America Infinity War này.
Ok, clip này kết thúc, cảm ơn mọi người xem clip của mình nha. Thanks.